Kính chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay chúng tôi có một cái đề tài mới nhân cái biến cố 6 tháng 1 năm 2021 ở tại Điện Capitol của Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Mạnh Quang sẽ kể cho quý vị nghe làm sao mà các vua Napoleon ở bên Pháp đó có thể biến cái chính thể Cộng hòa Pháp trở thành một cái đế chính. Biến cố xảy ra ở Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC vào ngày 6 tháng Giêng 2021 là do ông Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, chủ động xúi giục được rất đông người Việt chống cộng cực đoan, mang cờ vàng ba sọc đỏ, ủng hộ triệt để cùng với những cái người hoạt động khác để tạo nên cái biến cố này. Bắt đầu bằng những cái nguồn tin giả do phe quá khích Cộng hòa của ông Trump ủng hộ cựu Tổng thống Trump, vu cáo rằng cuộc bầu cử gian lận, mặc dù 4 năm qua đảng Cộng Hòa làm chủ đất nước. Cho tới giờ phút này thì mọi sự đã rõ ràng, không có cái bằng chứng nào cho thấy gian lận quy mô trong cuộc bầu cử cả. Biến cố ngày 6 tháng Giêng 2020 không phải là một cuộc biểu tình thông thường, mà là một cuộc phản loạn chống lại một chính quyền dân chủ hợp hiến được đắc cử với 302 phiếu đại cử tri, thay vì 270 phiếu đã được đắc cử tổng thống. Cuộc bạo loạn ngăn chặn Quốc hội xác nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden là mâu thuẫn với tất cả những nguyên tắc dân chủ về minh bạch, về phi bạo lực và vì những tin giả. Nếu biến cố này thành công theo ý muốn của những người chủ trương và những người tham dự, thì ắt hẳn là cái chế độ dân chủ của Hoa Kỳ được thành lập theo Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1789 sẽ bị khai tử, giống như những giai đoạn lịch sử theo sau Cách mạng Pháp đã lật đổ chế độ Cộng hòa Pháp mà thành lập đế chính mà thầy Nguyễn Mạnh Quang sẽ kể như sau. Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi lại hân hạnh được ban biên tập mời lên đây để nói chuyện về cái biến cố mới nhất xảy ra ở Mỹ vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2021. Cái biến cố này khiến cho tôi liên tưởng đến cái sự kiện xảy ra trong thời Cách mạng Pháp 1789 và cái thời Cách mạng Pháp vào năm 1848. Thế thì cái biến cố này tôi thấy là có cái sự liên hệ giữa ông Tổng thống đương thời Donald Trump liên kết chặt chẽ với các phe. Thứ nhất là đảng Cộng Hòa mà thành phần bảo thủ. Thứ hai là các tổ chức hay các thế lực quá nặng tính cách kỳ thị chủng tộc. Trong cái đám thế lực này kỳ thị chủng tộc thì chúng ta lại thấy có một số người Việt Nam, không phải là một số, tôi không biết là bao nhiêu nhưng mà rất nhiều, cuồng châm nhưng mà đa số cũng là người cuồng diệm nữa, mang cờ vàng ba sọc đỏ. Mà trong thấy cái hình ảnh mà tôi thấy ghê sợ nhất là có hai người phụ nữ và một người đàn ông người Việt, cờ vàng siết cổ ông Biden, siết cổ ông Obama, rồi siết cổ bà Hillary Clinton, vừa siết cổ vừa đấm vào mặt ba nhân vật nạn nhân này. Tôi thấy ghê tởm quá. Và thú thực nếu mà cái chuyện này mà thành công đảo tránh, lật được cái chế độ dân chủ hợp hiến của nước Mỹ, ông Trump sẽ cầm quyền đời đời. Và những cái người mà nặng tinh thần kỳ thị chủng tộc với là những người Việt Nam mang cờ quốc gia nặng tinh thần kỳ thị chủng tộc luôn và kỳ thị tôn giáo thì sẽ trở thành những hung thần, những bạo chúa tác quái trong cái chế độ mới. Điều này làm cho tôi run sợ và tôi nhớ lại cái thời Cách mạng Pháp. Thì bây giờ tôi xin nói về cái sự mà dựa vào quyền lực để biến cái thể chế đệ nhất Cộng hòa của nước Pháp được thành lập sau Cách mạng Pháp rồi thành một cái chế độ đệ nhất tổng tài, đó là ông Napoleon đệ nhất. Tên thật của ông ấy là Bonaparte Napoleon. Ông khi cách mạng bùng nổ vào năm 1789, ông mới có 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp sĩ quan. Thì ông chỉ là một nhân vật không có một tên tuổi gì cả. Cho đến năm khi mà cách mạng bùng nổ thì chủ trương của cách mạng không có lật đổ nhà vua Louis thứ 16. Vì cách mạng cũng chẳng có kế hoạch gì trước cả. Nghĩa là ngẫu nhiên mà biến thành cách mạng và nhân dân tự động nổi lên làm cách mạng, và những người trí thức tham dự vào đó trở thành những nhà lãnh đạo, và họ không có chủ trương, thứ nhất không lật đổ nhà vua, thứ hai không giết nhà vua, và thứ ba không có chủ trương làm cái gì khác ngoài ra để mà đem lại cái sự bình đẳng cho nhân dân thôi. Nhưng mà khi cách mạng tiến hành rồi thì họ khám phá ra rằng tất cả những cái nạn đói mà do cái chế độ của Louis thứ 16 đặt ra là nó nằm ở trong hai cái giai cấp quý tộc và giai cấp tu sĩ, mà giai cấp tu sĩ lại nằm trong cái giáo hội La Mã. Do đó họ mới, một ông trong cái giới tu sĩ đã tỉnh mộng, đề nghị tịch thu toàn bộ tài sản của giáo hội để giải quyết vấn đề nạn khủng hoảng đói khổ của nhân dân Pháp bây giờ. Và bây giờ người ta mới bắt đầu làm những cái chương trình cách mạng tịch thu tài sản của giáo hội La Mã, trút bỏ hết tất cả những cái quyền lợi đặc biệt của hai giai cấp quý tộc và tu sĩ, làm miễn dương cho cái giới tu sĩ Công giáo là anh phải tuân theo hiến pháp của nước Pháp, chứ không phải tuyệt đối tuân hành lệnh truyền của giáo hội La Mã. Thì dĩ nhiên là giáo hội La Mã thấy vậy liền vận động các những cái thế lực phong kiến phản động đang cầm quyền ở Âu Châu lúc bấy giờ là nước Phổ, nước Áo, nước Nga và nước Anh để chiến đấu chống lại cách mạng Pháp. Vì những cái thế lực này nó không phải là nước nó bất công gì cả thì cái điều đó mình không biết, nhưng mà các vua chúa cầm quyền ở Âu Châu lúc bấy giờ sợ rằng nếu mà cách mạng Pháp thành công thì nó sẽ lan tràn sang các nước họ, sẽ chốt quyền các bọn vua chúa này. Do đó vua chúa này mới nghe theo Tòa Thánh Vatican gia nhập cái Liên minh Thánh để kéo quân vào. Tức là ngay cái lúc mà cách mạng Pháp bùng nổ rồi thì họ thiết lập một cái chế độ gọi là lập hiến. Họ vẫn giữ ông vua Louis thứ 16 ở lại, Louis thứ 16 để làm vua, nhưng mà theo một cái chế độ quân chủ lập hiến giống như ở bên Anh đã làm. Chính vì thế mà năm 1790 thì chính vua Louis 16 còn là vua, nhưng mà vua của cái chế độ lập hiến, ra cử chủ lễ cái bữa mà gọi là mừng cách mạng được đệ nhất Trung Liên vào năm 1790. Nhưng mà Liên minh Thánh không đã vận động rồi, đến năm mùa xuân năm 1792 thì kéo quân vào đánh nước Pháp, mục đích là diệt cách mạng Pháp. Thì quân đội Pháp bây giờ cũng chưa có chuẩn bị, dĩ nhiên là nếu có thì cũng không chẳng có bao nhiêu, và điều thứ hai là chưa có kinh nghiệm chiến đấu, không phải là quân đội nhà nghề, cho nên quân đội ngoại quốc tràn vào thì làm cho quân cách mạng thua nhiều lắm. Càng thua bao nhiêu thì cái dân chúng càng bức xúc, càng căm thù, càng hăng hái gia nhập quân cách mạng đánh bại để mà đánh bại lại cái thế lực Xâm Lăng. Thì trong khi đó vào mùa hè năm 1792 thì người ta lại bắt được cái tài liệu của vua Louis thứ 16 thông đồng với lại ông bố vợ, tức là vua của nước Áo, để mà thỏa thuận cho cái quân đội Liên minh Thánh kéo quân vào đánh nước Pháp. Thì bây giờ nó bắt đầu vào tháng 8 năm đó, người ta mới bắt đầu bắt ông vua Louis thứ 16 giam lại. Và bây giờ là người ta chuẩn bị truất quyền vua Louis thứ 16. Thì đồng thời đến tháng 9 năm ấy thì quân đội cách mạng thua, và bây giờ người ta lại đánh lại được. Thì cái quốc hội thì lập pháp của cách mạng lập ra vào cái thời kỳ cách mạng 1789, giải tán nhường chỗ cho cái quốc ước hội nghị để mà có thành lập một cái ban chỉ huy mới của cách mạng, dùng biện pháp mạnh để đối phó vừa với lại quân đội ngoại xâm, vừa với lại kẻ nội thù, tức là giới quý tộc và giới tu sĩ. Đồng thời người ta cũng nhìn thấy rằng là những cái xóm đạo, cái họ đạo ở các vùng Bretagne, Normandy, Bretagne và Vendée, là ba cái vùng đó là có những cái giáo dân cuồng tín giống như giờ giáo dân ở Việt Nam ở Bùi Chu phát hiện vậy, cho nên họ phải dùng biện pháp mạnh. Lúc bây giờ mới xảy ra cái quốc ước hội nghị đều là những người ta rất là tích cực và thù giáo hội La Mã, mới xảy ra cái cuộc tấm náu vào khoảng cuối năm 1792. Cái chính phủ mới bây giờ gọi là quốc ước hội nghị. Thì cái cuộc tấm náu đó, lịch sử sách sử gọi là khủng bố đỏ. Khủng bố đỏ có nghĩa là cái cuộc khủng bố, cuộc tắm máu do những cái chuyện cách mạng, chính quyền cách mạng khuynh tả chủ trương. Nó ngược với lại khủng bố trắng là những cái cuộc tắm máu do giáo hội La Mã chủ trương xảy ra vào cái thời vua Louis thứ 18 và vua Sạc 10 trong giữa thập niên 1810 và cho đến hết năm 1000, cho đến giữa năm 1830, đó là gọi là khủng bố trắng. Chính cái lúc mà khủng bố đỏ như vậy đó thì lòng người bây giờ bắt đầu phân hóa, rồi thấy rằng là cách mạng nên giết người nhiều quá, và đến bây giờ là giết cái con số đó kê ra là giết rất là nhiều người, giáo dân với lại tu sĩ với lại giáo hội La Mã với lại giới quý tộc, người ta gọi là phản động, mà đa số là phản động thật. Thì lòng dân bây giờ mới hoang mang, mới làm thế nào mà trở lại cái thời kỳ ôn hòa. Chính cái lúc thời kỳ ôn hòa đó thì cái giới bảo hoàng, tức là quý tộc đó, với lại tu sĩ và giáo dân lại bắt đầu xâm nhập vào cái chính quyền, gây loạn, làm cho nước Bắc lung tung, nghĩa là nó làm cho nước Pháp rối loạn kinh khủng lắm. Và giống như là cái bọn tu sĩ và giáo dân Việt Nam thỉnh thoảng lại nhảy lên phá rối nước Việt Nam, giống như là tên Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân với lại Nguyễn Đình Thục, nó y như vậy. Do đó nước Pháp lại nghĩ đến vấn đề là làm thế nào có một người hùng để mà dẹp tan cái đám nổi loạn này. Cuối cùng vào giữa thập niên 1790 thì người ta nghĩ đến ông Napoleon. Ông Napoleon từ mặt trận chống Liên minh Thánh mà tôi nói hồi nãy, thì ông trở về, ông bây giờ ông đã thành thiếu tướng rồi, thì ông trở về, ông đem quân dẹp tan hết tất cả các đám nổi loạn đó, và người ta thấy ông là người hùng của thời cuộc, cho nên tôn ông ấy làm tổng tài. Mới đầu chỉ bầu ông làm tổng tài trưởng, tức là trong cái hội đồng nội các á, thì cứ 3 người là tổng tài, thì ông ấy là coi như là vậy, xếp trong 3 người đó. Nhưng mà rồi sau đó thì ông ấy lại biến chế thành tổng tài toàn đời, trọn đời. Thế ra sau đó thì được một ít năm thì ông ấy làm thế nào mà ông ấy liên kết được với cái thế lực mà theo ông ấy biến cái nền Cộng hòa đệ nhất bây giờ thành một cái nền đế chế gọi là đệ nhất, đế chính của nước Pháp. Thì đúng vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 1804 thì ông ấy lên ngôi hoàng đế. Sách sử gọi ông ấy là hoàng đế Napoleon đệ nhất. Thế thì sau đó thì Vatican vẫn vận động các liên minh thánh tấn công vào nước Pháp, trong đó thì qua cả nước Anh, nước Nga, nước Phổ, nước Áo. Thì cuối cùng đến năm 1815 ông thua và bị đày ra ngoài đảo Elba. Cuối cùng ông bị qua đời ở đó, vào lúc đó ông còn trẻ, mới có 51 tuổi. Thì khi mà thành công rồi đó thì cái Liên minh Thánh nó mới thành lập một cái chế độ quân chủ, nó tái lập chế độ quân chủ, nó đưa người em ông Louis thứ 16 lên làm vua gọi là Louis thứ 18, và nó thi hành chính sách gọi là trả thù những người đã chủ trương cách mạng và những người theo cách mạng và những người theo ông hoàng đế Napoleon đệ nhất. Thành ra cái thời kỳ đó nó xảy ra bắt đầu từ năm 1815 cho đến tháng 7 năm 1830, những cái cuộc khủng bố trắng nó triền miên nó xảy ra. Tiếng Pháp nó gọi là terror blanche, ta gọi tiếng Anh nó gọi là white terror, ta gọi là khủng bố trắng. Thế cái chữ trắng đây là sẽ sách sử để ghi nhận rằng những cái gì nó liên hệ đến Tòa Thánh Vatican hay phe phản động bảo thủ. Thế tôi lại nói đến đây chữ trắng thì tôi sẽ nhớ đến cách mạng trắng của ông Hoàng Duy Hùng. Thì không biết ý nghĩ của ông Hùng hay là cái ý đồ của ông Hùng thì nghĩ thế nào, nhưng mà đối với những người mà có kiến thức về lịch sử thì cho rằng cái đó là của Vatican và của phe phản động. Mà ông Hùng thì lại giải thích rằng trắng từ trong lòng, trắng từ đủ các thứ, nhưng mà tôi thấy ông lời nói của ông nó không đi đôi với sự thật. Thế thì đó là ông Napoleon đệ nhất, tên thật ông là Bonaparte Napoleon, khi ông ấy làm vua thì gọi là Napoleon đệ nhất. Thì đó là ông là người khai tử chế độ đệ nhất Cộng hòa. Thế thì thành sau khi mà tháng 7 năm 1830 đó thì lại nổi lên cuộc cách mạng để lật đổ vua Louis thứ 10. Ông Chập Mười là nối nghiệp ông Louis thứ 16. Hai ông vua này là cực kỳ phản động, đã là chủ động trong cái vấn đề khủng bố trắng, giết hết những người đã chủ trương cách mạng và những người theo cách mạng, cũng như gia đình và những người theo ông Napoleon đệ nhất. Đấy. Thế là bây giờ mới tái lập, thì bây giờ nhân dân cái người làm cách mạng người ta lật đổ ông Chập Mười đó, ông nghĩ rằng bây giờ tiếm mà ông vua mà còn cái tinh thần bảo thủ thì không chịu, mà đưa một cái người mà quá khích về cách mạng cũng không chịu. Họ mới tìm được một con cháu của nhà vua là cái ông Louis Philippe, cũng cái hoàng tộc đó, nhưng mà ông này có tinh thần ôn hòa. Đấy. Lên là vua thì cũng là cái chế độ gọi là quân chủ lập hiến, nhưng mà trò đời mà quyền hành sinh tội ác, thành ra mới đầu cầm quyền thì không sao, nhưng mà dần dần giáo hội La Mã mới đưa người bảo thủ vào dụ dỗ làm sao. Đến đầu năm 1840, đầu thập niên 1840, ông đưa một cái ông cực kỳ bảo thủ lên làm thủ tướng, lại biến cái nhân dân Pháp thành ra là nạn nhân của giáo hội La Mã như trước. Cũng nên nói rằng cái hậu quả tất yếu của cuộc cách mạng 1789 nó lại sinh ra một cái vừa tốt và không tốt. Cái tốt đó là giai cấp quý tộc và giai cấp tu sĩ với lại quyền lực của giáo hội bị mất. Thì bây giờ những cái giai cấp gọi là tư sản thành thị, là vốn làm sống bằng nghề buôn bán thương mại giàu có, thì bây giờ được tự do. Chính vì tự do thì nó lại song song với cái thời kỳ đó là các giới trí thức khoa bảng ngày xưa đó có những cái kiến thức gì về tốt mới, phát minh ra những điều tốt mới bị giáo hội cấm kỵ, thì bây giờ không bị cấm kỵ. Thành ra cái giai đoạn mà cách mạng vừa mới thành công thì giới khoa học lại tự do phát minh ra những cái sáng kiến mới về khoa học. Nhờ vậy mà thời kỳ này là có nhiều cái kiến thức, cái phát minh khoa học được phát triển. Do đó các nhà tư bản thành thị có nhiều tiền mới bắt đầu chuyển đổi từ cái phát minh khoa học sang cái kỹ thuật để mà thành cái giai cấp kỹ nghệ. Thành ra từ cái giai cấp kỹ nghệ nó mới đẻ ra là cái giai cấp tiểu tư sản ngày xưa bị giáo hội La Mã, tức là giai cấp tu sĩ với lại quý tộc chèn ép, thì bây giờ họ được tự do phát triển làm giàu và họ trở thành chủ nhân ông các nhà máy kỹ nghệ. Thì nên chủ nhân ông các nhà máy kỹ nghệ phát sinh từ cách mạng Pháp, mà nó vào cuối thế kỷ thứ 18 cho đến đầu thế kỷ thứ 19 thì nó đã thành kỹ nghệ, nó sản xuất dư thừa hàng hóa, nó cần tìm thị trường để tiêu thụ hàng hóa. Thì giáo hội La Mã bây giờ thấy vậy mới kết thân với cái bọn đó, thành ra cùng nhau bóc lột giai cấp lao động. Cho nên tháng 2 năm 1848 thì mới thấy rằng giai cấp lao động đó bị bóc lột quá, cho nên ông Karl Marx với lại ông Engel mới thấy rằng cái nỗi đau khổ của người lao động bị bóc lột, cho nên ông ấy đưa ra cái bản tuyên ngôn cộng sản. Tôi xin miễn không đi sâu vào cái đề tài đó, thì bây giờ tôi xin nói về cái vấn đề ông Louis Napoleon, tức là Napoleon đệ tam. Thì cách mạng bùng nổ vào tháng 2 năm 1848, thì bây giờ người ta mới lập đổ cái chính phủ của ông Louis Philippe, và người ta lập chính phủ lâm thời là ông Lamartine lên làm tổng thống lâm thời lúc bây giờ. Các ông cũng biết là mọi người nếu mà học về thơ văn thế kỷ thứ 19 thì đều biết ông Lamartine là một nhà thơ thi sĩ nổi danh, và cái bài nổi danh nhất của ông là Lơ Lắc. Trong cái bài Lơ Lắc có câu rằng vắng em vũ trụ trở thành hoang vu. Chúng tôi đang chuyển đổi cái chuyện mà ông Napoleon đệ tam khai tử chế độ đệ nhị cộng hòa. Thì bây giờ tôi vừa mới nói là cách mạng bùng nổ vào tháng 2 năm 1848, thì lúc bây giờ có chính phủ lâm thời là tôi đã nói ông Lamartine làm tổng thống. Thì bây giờ là dân nó đói quá, cho nên là quyết định của chính phủ là bây giờ cấp lương cho tất cả những người nào thất nghiệp, gọi là công xưởng quốc gia. Thì khi mà cấp lương nó được vài ba tháng thì ngân quỹ quốc gia trống tối, cho nên chính phủ lại quyết định lại là đóng cửa công xưởng, cho nên những người đã lĩnh cái tiền thất nghiệp đó mình trở thành giống như là công chức mà không làm việc đó. Thì họ nổi loạn, rồi quân đội chính phủ đến đàn áp. Nó xảy ra cái ngày đẫm máu của tháng 6 năm 1848. Thì bây giờ sau đó thì họ cũng ổn định, nhưng mà cuối cùng họ tổ chức bầu cử để là thiết lập một nền đệ nhị cộng hòa, và cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 1848. thì người ta bầu ông Louis Napoleon lên làm tổng thống đề nghị Cộng hòa. Sở dĩ ông Louis Napoleon được đắc cử là vì ông có nhiều cái thành tích đã giúp cho người ta có cảm tình. Thứ nhất là ông là cháu ruột của ông Napoleon đệ nhất. Ông sinh năm 1808 và đến năm 48 thì ông đắc cử tổng thống, tức là bây giờ là ông cũng đã nhiều tuổi rồi. Hai nữa là khi mà cái cách mạng trắng thời của Louis thứ 16 với lại ông Sạp 10 đó là truy lùng những người bà con của hoàng đế Napoleon đệ nhất, thì ông ấy trốn sang nước Ý. Kỳ cục là ở nước Ý là tòa thánh Vatican ở tại nước Ý, nhưng mà nhân dân Ý lại bức xúc với lại cái thế lực của giáo hội La Mã. Họ có những cái tổ chức cách mạng lật đổ cái tòa thánh Vatican, một trong những cái tổ chức đó gọi là Carbonari. Thì ông Napoleon sang đi lưu vong, rồi đến lúc ông lớn lên ông gia nhập vào cái đó chống lại cái tòa thánh Vatican. Thành ra ông là người có công, có thành tích cách mạng, như vậy là ông có hai cái yếu tố rất là quan trọng để mà người dân Pháp có cảm tình. Tức là thứ nhất là ông là cháu của ông Napoleon đệ nhất, mà Napoleon đệ nhất là một trong ba người nhân dân Pháp gọi là Savior of France, cứu tinh dân tộc, tức là bà Jeanne d'Arc là một, ông Napoleon đệ nhất là hai, với lại ông De Gaulle là ba nhân vật đó. Thì tôi đã thấy là trong sách sử nó ghi rõ như vậy. Đến đây tôi cũng xin ôn lại là từ nãy giờ chúng tôi có nói đến ông Napoleon đệ nhất, tức là Bonaparte Napoleon đã chuyển đổi cái nền đệ nhất Cộng hòa của Pháp Quốc thành cái nền đệ nhất đế chính, để ông xưng là hoàng đế Napoleon. Thì bây giờ chúng tôi xin nói về cái ông tổng thống Louis Napoleon vào đệ nhị Cộng hòa. Thế thì ông ấy đắc cử rồi á, thì ông nhớ lại cái truyền thống của chú ông ấy là ông Napoleon đệ nhất, thì bây giờ ông ấy tìm cách ông ấy biến cái nền đệ nhị Cộng hòa này thành cái đệ nhị đế chính, tức là ông ấy là người khai tử cái chế độ đệ nhị Cộng hòa. Giống như là có thể là ông Trump cũng có ý đồ khai tử cái chế độ dân chủ ở Mỹ. Thì ông Louis Napoleon đệ tam làm tổng thống rồi đó, thì ông có cái ý đồ đó, thì dĩ nhiên là ông ấy có âm mưu với những người ở trong các thế lực phản động. Và cái thế lực phản động nổi trội nhất phải nói là giáo hội La Mã, tức là tòa thánh Vatican, giáo triều Vatican. Giờ đến giáo triều Vatican bắt mạch được mới tìm cách. Bây giờ ông chưa có vợ, ông ấy sinh năm 1808, thì bây giờ là cách mạng là cuối năm 1848, thì ông như vậy là cũng đã hơn 40 tuổi rồi, ông chưa có vợ. Thành ra giáo triều Vatican mới tìm một kiều nữ người Tây Ban Nha quân chuyên quần đạo. Bây giờ bà này mới sinh năm 1826, thành ra trẻ hơn ông mới mười mấy tuổi á, 18 tuổi. Thành ra làm vợ thì ông này ông đã lớn tuổi rồi mà gặp bà kiều nữ như vậy thì nghĩ nên là sướng lắm. Thành ra khi mà giáo triều đã gài được cái bà Eugenie này á ở trong hoàng cung, thì giáo hội La Mã mới tha hồ để mà dùng bà này nỉ non đêm ngắn tình dài để mà thuyết phục ông này làm thế nào để trở thành ông hoàng đế. Dĩ nhiên là ông này mê rồi, mê cả cái chức vị hoàng đế rồi. Do đó là giáo hội cung cấp những cái người bảo thủ cho vào cái chính quyền của đệ nhị Cộng hòa của ông Louis Napoleon. Thành ra khi mà cũng vào năm 1852 thì ông ấy tuyên bố là nền đệ nhị đế chính. Thì khi đó thì giáo triều Vatican đã có những cái tay trong những cán bộ gián điệp, mà là các như là ông giám mục Pellerin, ông linh mục Húc, ông linh mục Le Grand de Luray và nhiều người khác đang hoạt động gián điệp ở Việt Nam và vận động giáo triều Vatican với lại bà hoàng hậu Eugenie này để liên kết chính quyền của ông Napoleon đệ tam liên kết với lại giáo triều Vatican đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Thì cái sự kiện đó là đúng như sách của ông Cao Huy Thuần đã nói rõ, của tiến sĩ Cao Huy Thuần. Nhưng mà đồng thời giáo hội rất là tham lam, và Napoleon cũng lại nghe bà vợ, cũng lại can thiệp vào cuộc chiến ở tại Mễ Đề Cơ giữa phe bảo thủ với phe cách mạng, thì đem quân sang, rồi lại còn đồng thời Napoleon lại còn ngấp nghé can thiệp vào cái cuộc nội chiến của nước Mỹ vào năm 1861 đến năm 1865, và đã có những cái tài liệu mà tổng thống Lincoln đã bắt được. Thì cái chuyện đó tôi có công bố cái tài liệu đó rồi, ai có hỏi tôi xin công bố. Ở trong cái cuốn Smoke Green có nói rõ như vậy. Thành ra vì đa đoan như vậy cho nên là cái chuyện mà can thiệp vào mễ Tây Cư đó, thì khi mà ông Lincoln vừa mới thống nhất được đất nước, tức là thành công dẹp được cái quân nổi loạn ở miền Nam đó, thì ông mới tính cái chuyện là đem quân dẹp cái đám mễ Tây Cư mà của ông Napoleon Đệ Tam. Nhưng mà ông Napoleon Đệ Tam đấy giờ cũng đã biết rõ là nếu như vậy là phải rút quân về trước. Thì ông Napoleon rút quân về nước Pháp, thì cái chính phủ bù nhìn do ông Napoleon Đệ Tam thành lập ở mễ Tây Cơ bị bỏ rơi, và cuối cùng cái phe mà cách mạng nó nổi lên nó bắt ông nó xử tử. Đồng thời ông Napoleon Đệ Tam cũng đem quân để vào đánh nước Áo để bảo vệ cái quyền lợi của giáo hội Vatican ở tại nước Ý. Nước Áo xâm lăng nước Ý, thành ra ông Napoleon đem quân sang để chống với lại quân Áo ở nước Ý. Thì tức là bị can thiệp nhiều quá. Rồi đến năm 1866 thì ông Bismarck của nước Phổ thống nhất nước Đức. Bây giờ nước Đức có tới nhiều nước Đức lắm. Thì nước Áo, nước Đức thành một cái nước thống nhất vào năm 1866. Thì ông Napoleon lại sợ rằng cái nước Đức mà nó thống nhất á, thì nó sẽ uy hiếp nước Pháp. Thì ra ông ấy tuyên chiến với lại nước Đức. Nhưng không ngờ quân Đức nó thiện chiến quá, nó đánh mà nó bắt được ông. Tức là vào năm 1870, khi mà ông đang bị bắt như vậy ở ngoài mặt trận, thì tại triều đình Ba Lê, tức là cái triều đình của đế quốc Đệ Nhị Thế Chiến, nó tuyên bố nó trút phế ông, thì ông phải trốn ra khỏi nước đến nước Anh để lưu vong, rồi ông chết ở bên đó. Thế còn bây giờ là năm 1870 á, thì nó lật ông ấy rồi, nó thành lập một cái chế độ Đệ Tam Cộng Hòa. Và bây giờ thì nó thề rằng không tái lập chế độ quân chủ nữa, nó thề rằng như vậy, và từ đó nó thành ra nền Đệ Tam Cộng Hòa. Đệ Tam Cộng Hòa này kéo dài cho đến năm 1940 á, thì bị Đức nó xâm lăng. Vào tháng 6, 20 tháng 6 năm 1940 thì nền Đệ Tam Cộng Hòa bị chấm dứt. Thì tức là Đệ Tam Cộng Hòa chấm dứt thì cho đến tháng 8 năm 1944 thì ông De Gaulle là chính phủ lưu vong theo cái đoàn quân lên đồng minh kéo quân về nước Pháp, giải phóng nước Pháp. Thì bây giờ Đức Quốc đã thua, thành ra họ lập chính phủ lâm thời rồi sau đó họ làm cái gọi là cái nền Đệ Tứ Cộng Hòa. Nền Đệ Tứ Cộng Hòa kéo dài cho đến tháng năm 1958 á, thì nó xảy ra cái chuyện Algeria. Ông De Gaulle tính chuyện, bây giờ làm tổng thống, tính chuyện trả độc lập cho Algeria. Thì cái phe mà bảo thủ với lại giáo hội La Mã nó có quyền lực ở Algeria, nó nổi dậy, nó chống lại cái chính quyền của ông De Gaulle. Nhưng mà cuối cùng thì ông De Gaulle cũng đại thắng cuộc. Thì bây giờ ông De Gaulle là thành lập cái Đệ Ngũ Cộng Hòa. Đệ Ngũ Cộng Hòa có nghĩa là tăng cường quyền lực cho tổng thống. Thành ra từ kể từ đó nước Pháp theo cái chế độ tổng thống chế hơn là chế độ đại nghị. Nhìn vào cái lịch sử của nước Pháp qua hai lần Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa bị khai tử bởi chú cháu ông Napoleon Đệ Tam, thì chúng tôi nhìn vào cái lấy đó mà suy ra trong cái vụ mà biểu tình hay là phản loạn hay là đảo chính mùng 6 tháng Giêng năm 2021, thì chúng tôi rất là sợ là cái đất nước này nó có mạnh cũng chỉ vì dân chủ, dù sao nó cũng có nhiều thiếu sót, nhưng mà nó không thể nào mà nó trở lại thành một cái chế độ độc tài của ông Trump, mà ông ấy lại liên kết với những cái thành phần siêu kỳ thị chủng tộc. Trong đó có đảng KKK, các ông biết rằng 6 cái lá cờ đó đều là lá cờ biểu tượng cho những cái phe phái, thế lực kỳ thị chủng tộc với kỳ thị tôn giáo. Cái phe mà kéo cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt Nam đó là vừa kỳ thị chủng tộc vừa kỳ thị tôn giáo, bằng cớ là những người đó là con đẻ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là ở cái chế độ đã giết tới hơn 300.000 người Việt Nam khác tôn giáo, mà cái đoạn đấy mà nó lên được thì nó lại diệt trước hết. Nghĩa là nó giết cái người Việt Nam không phải là Kitô giáo ở đất Mỹ này trước đã. Tôi rất là sợ, tôi rất là lo cho những cái số phận những người Việt Nam không theo tôn giáo mà cái phe cờ vàng ba sòng đũa nó theo ông Trump lên rồi, thì nó có trăm phương ngàn kế để hại những cái người mà Việt Nam đồng chủng, chứ nó không dám bắt hại người khác đâu. Nó hèn lắm, đúng là nó có đủ cái thứ mưu hèn kế bẩn để nó diệt những người đồng chủng của nó hơn là nó nghĩ diệt đến những người khác. Và tôi đã kể ra những cái trường hợp nó giết người như thế nào mà rồi các chính quyền đâu lờ đi, đâu có truy tố. Và những cái điều đó thì tôi có ghi rõ trong các tài liệu của tôi. Lần trước chúng tôi có nói nhưng mà vấn đề đó nói cũng chưa hết được. Trước khi ông Trump lên cầm quyền thì các chế độ kia tương đối cũng có thể là gọi dân chủ. Nhưng mà nó hà hiếp chúng tôi kinh khủng lắm. Huống chi nếu mà cái cuộc bạo loạn của ông Trump thành công thì chúng tôi không biết rằng cái số phận của những người Việt Nam mà không phải là Kitô giáo sẽ bị các ông cờ vàng ba sọc đỏ đối xử như thế nào. Cái điều đó là xảy ra là rất có thể lắm. Do đó chúng tôi rất mừng khi mà cái cuộc bạo loạn đó không thành công. Do đó đến đây xin chào, xin tạm biệt và hẹn lại quý khán thính giả trong kỳ tới. Xin tạm biệt quý vị.